第77天，ngày 77. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bạn hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. 你好像对这里很熟悉。 你 好 像 对 这 里 很 熟 悉 你好像对这里很熟悉。 你好像对这里很熟悉。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的，很高兴认识你。 Một hai câu mà thôi. 一两句而已。 Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学。 0977-309-915. 0977-309-915. Cho nên mình còn chưa cài đặt. Sẽ tải xuống xem. 会下载看看. Nhất định, chắc chắn. Ý định. Đừng khách sáo. Bia khờ chỉ. Đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了. Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Hai vị muốn uống cái gì? 两位想要喝什么? Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Từng uống qua đồ uống ở chỗ này chưa? 喝过这里的饮品吗? Chưa từng uống qua. Mấy khơ của.